các bạn nha. Hòa đang đứng ở quảng trường Mỹ Tho đó các bạn. Nhưng mà hình như quảng trường vẫn chưa có cho vào tham quan đâu các bạn nha. Cho nên là mình sẽ đi chợ hoa. Ngày hôm nay là 25 Tết rồi đó các bạn. Đây là chợ hoa ngày 25 Tết. Tím đẹp quá, màu trắng với màu tím để gần nhau nổi quá. Cái này chắc mình phải tua nhanh cho các bạn coi rồi. Đi thì nó lâu. Cái hoa này là như bông trang quá ha, nhìn cái bông nó giống như bông trang vậy đó mọi người. Đẹp quá. Bây giờ view nhanh cho mọi người coi luôn nè. Ủa, quay dạng thọ đẹp quá. Quay dạng thọ chậu bự không à. Tính ra năm nay người ta trồng bông nhiều lắm chứ đâu phải ít đâu. View nhanh cho mọi người coi nè, chứ mà đi từ từ là lâu lắm mới hết một cái đoạn đường hoa. Ôi cúc vàng. Wow. Ôi, một rừng hoa giấy luôn. Đẹp quá.
giường là thấy nó nổi nhất luôn á. Vạn thọ màu vàng nè, màu cam có nè. Cát tường. Ngày mai. Ôi cây mai bự quá. Cái gốc của nó kìa. Trời ơi khủng khiếp chưa? Trời ơi. U là trời. Bông giấy đẹp quá. Cát tường. Tốt nha. Đó bạn nói chuyện đâu còn là ra 25.000 năm cái căn có căn lắm một cái hai có đầy đủ các loại hoa luôn. Hạnh tắc mai. Ôi, cái hoa này giống hoa thực dược quá vậy. Không, nó là cúc gì á. Nó là thực dược. Đây là cái khu chuyên về hoa mai. Để đi một vòng coi có cái góc nào đẹp đẹp khủng khủng không. Quay cho mọi người chiêm ngưỡng. Số là mai gì à? Mai tàn bự không à, không có gốc bự. Có cái cây này. Cái chậu cúc bự quá à. Cúc này cao 1m4, 1m5. Mình đâu có nhà đâu, nó chết sao?
con có cho nó ăn hàng ngày chứ. Con không có nhà rồi nó nói thấy thì ham vậy chứ mua về không có chăm nó chết đó con. Mai nhỏ nhỏ mà có nhiều kiểu lắm nè. Ờ, mai có hình nè mọi người ơi, có ai thích cây nào không? À, quá trời hình luôn á, mỗi một chậu một cây là một kiểu khác nhau hết ha. Quá trời nụ luôn. Chị cũng muốn quên cái đó, nói sự thật là bốn mấy qua bốn tư và năm tư tay hai tay biết liền gì này, ngoài đời này bốn năm mươi rồi năm mươi ngoài rồi năm mươi tư á, đúng rồi, năm mươi năm bốn. Ôi chậu cúc bự đẹp quá. Ôi cái này thấy mới đẹp mà. Bông giấy cao quá chừng luôn á, cái bông giấy này nó cao khoảng 3 mét á mọi người, cao quá chừng cao luôn, mà nó có hình ở phía dưới nữa nè. Ui to quá. Còn cái gốc cây này là gốc cây gì mình không biết, nhưng mà mình thấy bự quá, người ta trưng bày lên mình cũng thấy đẹp ghê. Ở bên đây cũng có mấy gốc nè. Ôi nhìn giống con voi nhờ. Mấy cái dừa bonsai này là dừa gì mà mình làm vậy nên kiểu vậy vậy chú? Dạ, dừa sim. Mình trồng bao lâu thì mình xử lý nó bao lâu thì mới được ra dáng vậy vậy chú? 3 năm hả? Cái này 3 năm á mọi người, nó cao khoảng gần 9 tấc chứ nhỉ? Như vậy thì giá bao nhiêu một cây ạ chú? Dạ 800 ngàn.
Còn nếu mà cây nhỏ hơn hả? Dạ. Đẹp quá mọi người ơi. Cái này về trưng Tết là bao đẹp luôn nha. Để view nhiều kiểu cho mọi người coi ha, có trái nhỏ có nè, trái vừa cũng có luôn, mà trái to cũng có nữa nè. Ôi cái này chắc là người ta sơn bóng lên đó mọi người, đẹp quá. Dễ thương quá à. Mà có nhiều hình nhiều kiểu lắm luôn á. Ở bên đây nữa nè. À, đẹp quá à. Cái này mà để trên cái bàn á nhìn đẹp. Ôi đẹp quá kìa. Thành con gì á? Hai con gà. Hai con gà mà. Tông hả? Giờ cũng ra con tông. Chắc nó chưa có cái đuôi to. Ở tới đây là hết rồi. Tới cái chỗ hồi nãy mình đi vô rồi đó. Đây quảng trường. Bữa nay người ta chưa có cho vô. Hôm nào người ta cho vô đi rồi mình vô mình view cảnh đẹp ở trong đó ha. Rồi. Về.